Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đề nghị giảm tội cho quan tham không vụ lợi. Viện trưởng Lê Minh Chí không thuộc bài. Dư luận xã hội xôn xao trước việc Bộ Nội vụ vào hôm 6 tháng 11 đã đưa ý kiến trước Quốc hội về việc đề nghị các cơ quan tố tụng phân loại các sai phạm và khoan hồng đối với cán bộ vi phạm nhưng không vụ lợi cá nhân. Và trong cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cũng đưa ra đề nghị tương tự như Bộ Nội vụ trong việc xây dựng chính sách xử lý nghiêm người tham nhũng, nhưng giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm tham nhũng nếu không vụ lợi. Theo báo Tiền Phong vào ngày 6 tháng 11, trong bản tin tiêu đề Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân hóa tội phạm, xử nghiêm người chủ mưu, giảm nhẹ cho người không vụ lợi. Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói rằng phải phân hóa tội phạm và xử nhẹ cho người không vụ lợi. Bản tin cũng cho biết vào sáng ngày 6 tháng 11, báo cáo cho phiên chất vấn Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam, ông Lê Minh Chí, đã đề nghị xây dựng chính sách xét xử, xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, đảm bảo yêu cầu vừa nghiêm trị, vừa khoan hồng và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát. Đề nghị của Viện trưởng Viện Lê Minh Chí lập tức gặp phải luồng dư luận phản đối, không đồng tình, với một đánh giá chung rằng đề nghị đó là một giải pháp cứu cho các quan chức tham nhũng được thoát hoặc giảm nhẹ tội khi đưa ra xét xử. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang viết trên trang Facebook cá nhân như sau: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị giảm nhẹ cho tội phạm tham nhũng nếu không vụ lợi. Tôi nghĩ có thể làm sai không vụ lợi, chứ có tham nhũng không vụ lợi thì lại không có. Nói với tờ Thời báo .d từ An Giang với điều kiện ẩn danh, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu cho biết đây là một vấn đề hết sức bất hợp lý. Như thế sẽ tạo ra những điều khoản pháp lý làm vỏ bọc để che chắn cho cán bộ tham nhũng. Đề nghị của ông Lê Minh Chí là hoàn toàn đi ngược với chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí Thư, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí. Đây là một tâm lý chung của những người quan tâm với tình hình đất nước hiện nay. Nhưng ít người biết được rằng đây chính là chủ trương của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đã phát biểu rằng cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ, và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Vấn đề đó đã được Bộ Chính trị và Ban Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam nghị quyết khóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí Thư, thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc cho phép lãnh đạo từ ủy viên trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức thì sẽ được miễn truy tố hình sự. Vấn đề đáng bàn ở đây là liệu có cán bộ đã vi phạm tham nhũng mà lại không vụ lợi hay không. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, vụ lợi là động từ chỉ việc mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân, và vụ lợi theo quy định của Bộ Luật Hình sự là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chiếm đoạt lợi ích về vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng cho mình hoặc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, tang vật thu hồi được trong một vụ án tham nhũng. Nghĩa là hành vi tham nhũng thì đã bao hàm đồng thời hành vi vụ lợi. Vậy bất vụ lợi ở đây đâu ra mà Viện trưởng Lê Minh Chí lại đề nghị để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các quan tham? Tiến sĩ Mạc Văn Trang thì cho rằng, tôi nghĩ có thể làm sai không vụ lợi, chứ không có tham nhũng không vụ lợi. Là vì lý do như vậy, điều đó cho thấy thực chất và nhận thức về pháp luật của người đứng đầu cơ quan kiểm soát của nhà nước Việt Nam rất có vấn đề, và có thể khẳng định ông Lê Minh Chí chưa thuộc bài. Được biết trước đây vào ngày 20 tháng 3, ông Lê Minh Chí cũng từng đề nghị trước Quốc hội về việc xem xét cho phép giảm phạt tù, tăng phạt tiền đối với người đứng đầu có sai phạm, nhưng không có mục đích vụ lợi. Theo nhận định của giới chuyên gia và công luận thấy rằng, những đề xuất của ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam Lê Minh Chí đã không đảm bảo được sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, điều mà đã được hiến định trong hiến pháp của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, đồng thời sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm. Đó là các quan tham cứ việc tham nhũng, nếu bị phát hiện thì chỉ cần trả lại 2/3 tài sản tham nhũng thì sẽ được thoát tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đề nghị giảm tội cho quan tham không vụ lợi, Viện trưởng Lê Minh Chí
không thuộc bài. Truy cùng diệt tận thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận gậy ông đập lưng ông, phần 2. Tiếp tục câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ, triệt hạ Thủ tướng Phạm Minh Chính khỏi cuộc đua tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Trọng nghỉ hưu vào cuối Đại hội 13 vào năm 2026. Trả lời chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực nội vụ, an ninh, trật tự. Vào ngày 7 tháng 11, không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra yêu cầu cần cắt đứt quan hệ sân sau, thao túng nhiều cơ quan, không để đối tượng tham nhũng bỏ trốn. Tuyên bố này của ông Tô Lâm một lần nữa đã cho thấy chính trị Việt Nam vào thời điểm hiện nay mọi ngả đường đều đổ về ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Nhận xét về vụ việc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong thời gian gần đây liên tiếp được nhắc tên trong các bản tin của Bộ Công an, cũng như những tuyên bố của người đứng đầu Ban Thường trực Chỉ đạo chống tham nhũng Trung ương, giáo sư Jacques-Cary Abusa tại Mỹ đã đánh giá như sau. Đây không được xem là vụ án gian lận mà hối lộ bình thường. Vì người phụ nữ này được cho là có quan hệ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Nhàn được đồn là người tình cũ của ông Chính, nhưng ngay cả khi đó là một tin đồn không có cơ sở. Bà Nhàn rõ ràng đã được hưởng lợi từ mối quan hệ thân thiết với ông Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác. Bà Nhàn có đặc điểm là chịu khó nuôi dưỡng quan hệ với các lãnh đạo tỉnh nơi bà tìm kiếm các hợp đồng để mà làm ăn. Những thông tin do giáo sư Jacques-Cary Abusa tiết lộ trong bài viết đã gây bất ngờ. Điều này cũng phù hợp với các thông tin mà trước đây truyền thông quốc tế đã cho biết, đó là bà Nhàn đang định cư, sống tại Cộng hòa Liên bang Đức và được bảo vệ bởi nhiều lớp để chống lại việc công an Việt Nam tổ chức bắt cóc từ Đức về Việt Nam. Như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây vào tháng 7 năm 2017. Các lực lượng đang bảo vệ bà Nhàn như an ninh của chính quyền nước sở tại, lực lượng bảo vệ tư nhân dường như do bà Nhàn có thể thuê và cả lực lượng Tổng cục 2 tình báo Bộ Quốc phòng. Giáo sư Jacques-Cary Abusa tiết lộ như sau. Trang web của IC cũng đã thông tin rằng công ty thường làm tư vấn cho Bộ Quốc phòng, một cơ quan đầy quyền lực ở Việt Nam, mà bà Nhàn với vai trò là người môi giới cho việc mua sắm vũ khí từ Israel của Việt Nam. Các báo cáo cho hay các công ty quốc phòng Israel đã bán được khoảng 1,5 tỷ đô la tiền vũ khí cho Việt Nam trong những thập niên vừa qua vì quân đội nhân dân Việt Nam đã tìm cách hiện đại hóa và giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty IEC. Với bà Nhàn là trung gian môi giới, Israel đã đàm phán bán thêm được khoảng 2 tỷ đô la vũ khí cho Việt Nam, trong đó có cả tên lửa đất đối không và các hệ thống vụ khí hiện đại khác. Thương vụ này có giá trị 550 triệu đô la, nhưng bà Nhàn được cho là đã yêu cầu nhà sản xuất Israel nâng giá bán một cách đáng kể để có được phần hoa hồng lớn hơn. Các quan chức Israel đã tức giận vì kế hoạch tham nhũng này có khả năng bị đảo lộn, việc mua bán và ít nhất đã trì hoãn việc thực thi. Bà Nhàn chưa bao giờ bị buộc tội vì bất kỳ hoạt động gì liên quan đến việc mua sắm vũ khí. Điều này có lẽ phản ánh nỗi sợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ làm hé lộ thông tin về các hoạt động mua sắm của quân đội, vốn là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Theo giới phân tích, những vấn đề liên quan tới bà Nhàn được đẩy lên trong thời gian gần đây với một tần suất dày đặc bất thường. Có thể là một nỗ lực mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh kể cả Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhằm mục đích làm suy yếu Thủ tướng Phạm Minh Chính khi cuộc đua bước vào nước rút. Và vị trí lãnh đạo cấp cao trước đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Lúc đó, chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực sẽ được định đoạt sau khi ông Nguyễn Phú Trọng về hưu. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Nhưng cũng có các ý kiến lo ngại cho ông Tổng Bí thư khi việc chống tham nhũng của ông Trọng chủ yếu nhắm vào những người được các cơ quan và các tổ chức bảo vệ hay các đối tác làm ăn của họ. Người ta muốn nhắc tới chuyện ông Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm ông trùm của giới chạy án, chạy ghế và buôn vua. Nếu ông Phạm Minh Chính vượt qua được tất cả mọi trở ngại để nắm giữ quyền lực tối cao, và sau đó ông Chính lại dập khuôn theo chính sách tấn công vào các quan chức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo trợ, thì điều gì sẽ xảy ra với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đây? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Truy cùng diệt tận Thủ tướng, Tổng Trọng cẩn thận
gậy ông đập lưng ông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.